Ăn nhanh còn đi học. Lần này nhất định mẹ phải lên với chúng con. Đúng đấy mẹ ạ. Mẹ lên ở với cậu Mợ Tân chúng con mới yên tâm. Mẹ ở một mình dưới quê thế này, đêm hôm gió mấy, mai lần này bác Dậu phát hiện kịp, không thì... Chị Loan nói đúng đấy ạ. Mẹ đã có tuổi, phải ở cùng con cháu, nhỡ trái gió trở trời, chúng con còn chăm sóc. Lần này mai mà mẹ không sao, mẹ lên với chúng con đi ạ. Mẹ sinh ra ở đây, sống đất này gần hết đời người rồi. Mẹ không muốn xa quê, xa ngôi nhà này, rồi còn vườn tược, lợn gà biết để cho ai. Mẹ thương chúng con thì lên thành phố với các con các cháu, để chúng con có điều kiện chăm sóc mẹ, để chúng con được báo hiếu cho mẹ. Chà, cơn gió đô thị nó mới ngột ngạt làm sao. Ăn nhanh còn đi học con. Chút nữa vợ chồng con đi làm, cháu Vũ đi học, mẹ ở nhà khóa cửa cẩn thận, không được cho ai vào nhà. Thời buổi này trộm cắp lừa đảo như rươi, không tin ai được đâu ạ. Cái chìa to hơn là khóa cổng ngoài sân, chìa nhỏ là khóa cửa ra vào mẹ ạ. Ờ, mẹ nhớ rồi. Thức ăn con nấu sẵn trong tủ, lúc nào ăn mẹ hâm lại là được. Nếu buồn thì mẹ bật tivi xem nhé, con lắp truyền hình cáp nhiều kênh, nhiều chương trình lắm ạ. Ờ, mẹ biết rồi, con cứ đi làm đi. Không phải thằng Tân, con Xuân. Hai đứa về muộn thế. Sao mẹ không ở trong nhà, lại ra ngồi ở cổng thế này ạ? Ờ, ở trong nhà máy cũng chán. Tới giờ chiều, xe cộ đi về nườm nượp mà vẫn chưa thấy các con đâu. Mẹ sốt ruột quá. Chắc mẹ ở nhà một mình cũng buồn. Trên này người ta đi làm cả ngày, nhà nào nhà nấy đóng cửa im ỉm suốt à. Không giống như ở dưới quê, ra vào là có hàng xóm láng giềng. Hay mẹ tham gia hội các bà đi chùa mẹ nhé. Thôi, mẹ có đi bao giờ đâu. Hay là để mẹ về quê. Mẹ này, mãi mẹ mới chịu lên đây, được có vài hôm đã đòi về sao? Đúng đấy mẹ, ở đâu quen đấy. Mẹ mới lên thành phố nên chưa quen đấy thôi. Thêm một thời gian nữa là thích nghi mà mẹ. Ôi, sao cửa cổng lại mở toang thế này? Có chuyện gì đấy em? Sao cổng giả mở toang, mẹ thì không thấy đâu. Không biết ai đến nhà mà có mấy chén nước chè thế này. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Hai đứa về rồi hả? Mẹ đang trồng rau trên sân thượng. Thấy có mấy cái hộp xốp, mẹ mang ra trồng rau mầm luôn. Sao mẹ lên gác mà không khóa cổng? Trộm vào nhà thì chết. À, mẹ quên mất. Khi nãy có mấy cô bạn đến chơi, tiễn khách về xong là quên luôn. Khách nào thế mẹ? Trên này mẹ có quen ai đâu? À, mẹ đang đứng ở cổng tập thể dục á, thì gặp hai người. Các cô ấy hỏi đường đến bệnh viện Hồng Mai. Khổ, đi xe khách bị móc túi mất hết tiền đi đường. Hỏi ra lại là đồng hương, nên mẹ mời vào nhà uống chén nước rồi biếu các cô ấy chút tiền đi đường. Thôi chết, lần này thì đích thị mẹ gặp lừa đảo rồi. Lừa đảo? Cái tuồng đầy hội lừa đảo diễn nhiều lắm mẹ ơi. Để con kiểm tra xem tiền bạc trong tủ sao rồi. Đúng đấy. Biết ngay mà, con để 1 triệu ở đây để đóng tiền điện nước. Bây giờ không cánh mà bay, rõ ràng là mẹ mời trộm vào nhà rồi. Mẹ xin lỗi, mẹ thấy người ta tội quá nên mới giúp. Con đã dặn đi dặn lại mẹ rồi mà mẹ không nghe. Mẹ ở nhà một mình thế này không ổn, mẹ cứ cho người lạ vào nhà, có ngày nguy hiểm quá. Có lẽ từ bây giờ chúng ta sẽ khóa cửa để mẹ trong nhà, rồi cầm chìa khóa đi. Nếu có việc gì thì mẹ gọi điện cho con về, công ty con cũng ngay gần đây, như vậy mới bảo đảm an toàn. Ừ, thấy cũng được. Nào, các anh chị em đi ăn trưa thôi. Cô là... Tôi là người đồng hương của bác Ngô. Bữa trước chúng tôi bị móc túi hết tiền, bác Ngô đã giúp chúng tôi tiền đi đường. Hôm nay tôi mang trả lại để cảm ơn bác. Vậy...
Tôi bấm chuông cửa thì thấy bác Ngô chân đầy máu đang lết ra ngoài. Chắc là bị ngã cầu thang. Bác đọc số của con dâu, bảo tôi gọi cho cô ấy nhưng mà không có liên lạc được. Thấy bác ấy mất nhiều máu quá, tôi đánh liều trèo vào cổng. Cũng may tôi biết qua về sơ cứu. Vâng, cảm ơn cô nhiều lắm. Đâu có gì đâu, lúc hoạn nạn mới cần giúp đỡ nhau. Cậu đưa mẹ đi bệnh viện kiểm tra xem. À, mà ai lại khóa cửa để bà trong nhà như thế bao giờ? Đến lúc nguy cấp không có ai, nguy hiểm quá. Vâng, cháu biết rồi ạ. Để cháu đưa mẹ đi kiểm tra. Mẹ, con xin lỗi. Cháu cũng xin lỗi vì đã lấy 1 triệu đóng tiền học mà không xin phép mẹ, làm bà bị hiểu lầm. Các con hiểu ra thì tốt rồi, cẩn thận cũng tốt, nhưng đừng nên nghi kỹ quá. Xã hội có người này người nọ, đâu phải ai cũng xấu xa cả đâu. Vâng, chúng con biết rồi ạ. Từ giờ ở nhà, thì thoảng mẹ cứ mở rộng cửa ra mà đón khách mẹ nhé. Cafeu tăng cường tuần hoàn máu não cho một trí nhớ bền bỉ. Cafeu nhập khẩu bởi Sông Bạc Ma. Gõ kiến và chuột chuỗi. Trời ơi, cái tổ của tôi, ai nỡ phá của tôi thế này? Chị Sẻ đấy hả? Tôi khuyên chị nên dọn khỏi đây thôi. Tôi cũng dọn đi đây. Tôi sắp đến kỳ sinh nở rồi, vậy mà cái tổ của tôi kỳ công xây mấy ngày nay bị ai phá mất. Không biết ai lại ác độc thế. Chị không biết sao? Còn ai vào đây nữa? Là ông ta sao? Sao ông ta lại làm vậy chứ? Chị mới tới không biết đấy thôi. Ông ta xấu tính lắm, không muốn ai ở gần ông ta cả. Ai làm nhà xung quanh chỗ ở của ông ta là ông ta phá phách, tìm mọi thủ đoạn để đuổi đi hết. Tôi cứ tưởng nhà tôi trong hốc cây ông ta không làm gì được, nhưng ông ta vẫn không để yên. Thôi, đành đi tìm chỗ nào dễ thở hơn vậy. Chị nói vậy thì tôi cũng nên đi khỏi đây, chứ ở lại chỗ này phiền phức quá. Ừ, đúng vậy đấy, mau dọn đi thôi. Lại có kẻ làm phiền ta, thật là bực quá. Ồ, một cái hang thật rộng rãi, có vẻ như lâu lắm rồi không hề có người ở. Ôi, vậy là mình đã tìm được ngôi nhà lý tưởng rồi, vui quá đi. Cái gì, con chuột chuỗi bẩn thỉu kia dám ở lại đây sao? Được thôi, nó sẽ phải chuồn sớm thôi. Ôi, nhà mới thật ấm cúng, mình ngủ ngon quá. Ôi, đau quá. Ở lại đây được bao lâu? Chuột chuỗi đáng ghét. Ôi, sao mà mùa mưa năm nay đến nhanh vậy chứ? Làm sao mình kiếm ăn bây giờ? Thức ăn thì ngày càng khan hiếm. À, đau thế. Ở đây không hả con chuột xấu xí?
nắng lên rồi. Em nghĩ chúng ta sẽ săn được kha khá đấy. Phải xem trình độ săn của em đến đâu nữa chứ. Sao đi mãi mà không thấy con gì vậy nhỉ? Mệt quá đi. Con chim kìa, nướng ăn cũng không tồi. Ồ, đúng rồi. Hả? Gõ kiến bị bắn rồi. À, ôi mẹ ơi, đau quá. Sao vậy? Em bị con gì cắn vậy? Rắn hả? Ừ, không phải, hình như là một con chuột. Em vừa thoáng nhìn thấy nó chạy rồi. Hả? Sao con chuột lại cắn em chứ? Rõ ràng em thấy nó rơi ở đây mà. Chắc nó lủi đi rồi. Ừ, đi thôi. Anh Gõ Kiến, anh có sao không? Anh đâu rồi? Tôi Anh Gõ Kiến, anh thấy đỡ hơn chưa? Tôi đỡ rồi. May quá, hai người kia cuối cùng cũng không bắt được anh. Tôi đối xử với anh chẳng ra gì. Sao anh lại tốt với tôi đến thế? Sao anh lại còn liều mình cứu tôi? Tại sao hả? Thì là hàng xóm với nhau mà. Anh nói hàng xóm ư? Đúng thế, chỉ có điều sao anh ít nói và làm gì cũng chẳng để ý đến ai cả. Anh đã cho tôi những cành cây để đóng đồ đạc, hái trái sồ cho tôi mà sao cứ ném ào ào xuống, chẳng cần biết tôi có bị làm sao không. Tôi bị sức đầu mẻ trán mấy phen rồi đấy. Tôi thật ra là một người hàng xóm tồi. Anh chuột ơi, tôi xấu xa lắm chứ không như anh nghĩ đâu. Sao lại vậy? Tôi là một kẻ ích kỷ. Từ trước tới giờ tôi luôn xua đuổi mọi người đi chỗ khác. Tôi ném cành cây, quả sồi là muốn hại anh, muốn anh thấy phiền toái mà bỏ đi. Cho đến giờ khi bị hoạn nạn, tôi mới cảm nhận tình hàng xóm thật quý giá và tuyệt vời biết bao. Anh tha lỗi cho tôi nha. Gõ Kiến ơi, anh đừng có nói nữa. Thật ra sau đó tôi cũng lờ mờ nhận ra con người anh có lẽ không hẳn như tôi nghĩ. Nhưng ở đời chấp nhặt làm gì? Sống tốt với nhau chẳng hơn là hầm hè, kèn cửa sao? Còn bây giờ, anh cứ ở lại nhà tôi nghỉ ngơi cho đến khi bình phục. Đã có tôi chăm sóc cho anh rồi, anh không phải lo và nghĩ ngợi gì đâu. Cảm ơn anh rất nhiều, anh làm tôi cảm phục quá. Bên anh tôi thật nhỏ bé, hèn hạ biết bao nhiêu. Cafeu tăng cường tuần hoàn máu não cho một trí nhớ bền bỉ. Cafeu nhập khẩu bởi Sun Pharma. Cây chuối già. Hoa hậu toàn cầu năm nay thuộc về Lê Duyên, số báo danh 093. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành tình cảm đặc biệt cho Duyên. Xin cảm ơn rất nhiều. Chúc mừng em, chúc mừng em. Cô ấy đẹp quá. Hãy uống trà theo cách riêng của bạn. Tốt cách. Còn 2 show nữa mới hết ngày, mệt quá. Chắc nó bận quá không nghe máy được. Bác Thoa mới tới à? Dạo này bán khá không con? Rồi chồng con đâu? Sao để một mình mang bầu mà ngồi rửa chén thế này? Ảnh về chở con bé đi học rồi bác à. May nhờ bác sang lại gánh hủ tiếu mà nhà con có đồng ra đồng vô. Thì con Duyên nó không cho bán nữa nên bác sang lại. Có gì đâu mà. Thôi để bác rửa phụ con một tay. Bác để đó con rửa lát là xong à. Mẹ của hoa hậu mà rửa chén quán lề đường thì kỳ lắm ạ. Chị ơi, một tô hủ tiếu nha. Có gì kỳ đâu. Bác thấy con mang bầu mà không giúp thế thì mới kỳ đấy. Ra mà bán cho khách. Để đấy bác lo cho. Ngồi không hoài cũng buồn mà. Dạ. Tính bác vẫn vậy. Lúc nào cũng giúp đỡ người khác.
sắp có tiết mới rồi đây. Người mang nét đẹp tự nhiên đại diện cho mỹ phẩm của công ty chúng tôi năm nay chính là cô Lê Duyên. Cảm ơn nhãn hàng đã tin tưởng tôi. Tôi hứa sẽ thực hiện thật tốt vai trò này. Xin lỗi quý vị, nhưng tôi xin giới thiệu, đây là mẹ hoa hậu Lê Duyên. Khi mẹ mang vẻ đẹp thế kia mà sinh được cô Lê Duyên xinh đẹp như hôm nay, phải chăng có chút bất thường? Tôi nghi ngờ cô Lê Duyên đã dùng đến sự hỗ trợ của dao kéo. Vậy nét đẹp này có đáng gọi là nét đẹp tự nhiên không? Không phải đâu, không phải. Cô Duyên, sự thật là như thế nào? Người đó có phải mẹ cô không? Cô có dùng đến dao kéo không hả? Không phải mà, không phải. Cô Duyên, cô có dùng đến dao kéo không? Cô Duyên, xin hỏi tại sao lại để mẹ mình cực khổ thế kia? Cô không, Duyên, không. Cô Duyên, mấy người đừng hỏi nữa. Nhưng mà anh mới đồng ý cho em làm gương mặt đại diện vào tuần rồi mà. Alo, alo, anh ơi, anh ơi. Nè con, mẹ vừa lòng chưa? Sự nghiệp của con vừa mới lên thôi đã bị mẹ kéo xuống hết rồi đấy. Mẹ chỉ muốn giúp con thương một tay thôi. Mẹ nhìn nhan sắc của mẹ đây này. Mẹ của hoa hậu mà lại để nước da đen đúa, nhiều nét nhăn như thế. Mẹ có nghĩ đến con không hả? Mấy lần con mua mỹ phẩm sao mẹ không dùng chứ? Vì mẹ quen cực khổ rồi con. Mấy cái đó mẹ không quen. Mẹ quên cái thời cực khổ ấy giùm con đi. Trời ơi là trời. Mẹ xin lỗi con. Wow, nhà chị Duyên đẹp quá. Ở quê mới gửi lên buồng chuối. Em gửi chị và bác Thoa ăn lấy thảo. Tâm trạng nữa đâu mà ăn. Ngay từ đầu mẹ nghe lời chị dùng mỹ phẩm để da trắng hơn thì đâu có gì. Chị Duyên nè, chị biết không, để có được buồng chuối thơm ngon này, cây chuối già quê em đã dùng hết chất dinh dưỡng và sự tinh túy để nuôi nó đấy. Vì mỗi cây chuối chỉ cho ra một buồng chuối mà thôi. Sao cơ? Mỗi cây chuối chỉ cho một buồng thôi hả? Thế mà chị cứ tưởng. Thật đấy chị, thân cây chuối mẹ ngày càng sơ sát để có đủ chất dinh dưỡng nuôi buồng chuối con. Khi buồng chuối chín cũng là lúc chuối mẹ chết đi. Cây chuối mẹ khi ấy đã hết cả tuổi xuân và sức lực. Dù có chăm bón thế nào cũng không thể nào tươi tốt lại. Những thân chuối ấy chẳng khác nào mẹ của chúng ta, dành cả sức khỏe, sắc đẹp để nuôi dưỡng những đứa con của mình. Mẹ, con nghe mọi người nói thời còn con gái mẹ đẹp lắm. Thời ấy đã qua lâu rồi con à. Bây giờ ai lâu ngày không gặp mẹ sẽ không nhận ra đâu. Mẹ, con xin lỗi. Vì con, mẹ đã hy sinh rất nhiều. Vậy mà trước đây con không hiểu lòng mẹ. Con đã khiến mẹ buồn nhiều rồi. Con hiểu ra mẹ thấy vui lắm. Mẹ không cần con phải là hoa hậu hay người nổi tiếng gì đâu. Mẹ chỉ mong sao con bình yên, an vui và hạnh phúc là được rồi. Cafeu tăng cường tuần hoàn máu não cho một trí nhớ bền bỉ. Cafeu nhập khẩu bởi Sông Bạc Ma. Nhà kho bí mật. David, muốn lần thứ ba trong tuần rồi nha. Cháu. Rất tiếc, ta phải tích thêm một sao đen vào bảng chuyên cần của cháu. Chuẩn bị tinh thần lên kiểm điểm trong tháng đi. Vâng ạ. Đáng ghét, sao lần nào đi muộn cũng gặp bác ấy nhỉ? Này, sao cậu không ra chơi? Sao mặt yểu xìu thế? Tớ đang chán đây, cậu ra chỗ khác đi. Có chuyện gì vậy? Kể đi. Mọi khi cậu thích trò cảnh sát bắt kẻ trộm lắm mà. Hôm nay tớ bị cảnh sát bắt đây này. Bực cả mình. Cái gì cơ? Cậu bị cảnh sát bắt á? Khi nào? Không, không phải cảnh sát thật, mà là cảnh sát của trường mình đó. Chính là bác Jim đấy. Ba lần bị bắt đi muộn rồi. Thế á? Thế cậu chết chắc rồi. Tớ nghe các anh chị lớp trên nói, nếu bị bắt ấy tích 5 sao đen thì phải dọn vệ sinh cả khối. 10 sao đen thì dọn nhà vệ sinh đó. Thật á? Thôi xong rồi. Tớ có 3 sao đen đi muộn rồi. Giờ biết làm sao đây? Tự mày cố mà dậy sớm đi. Bác ấy mà đưa danh sách lên bản tin nha. Hoặc lên trước toàn trường ngày đầu tuần.
thì ê mặt lắm. Cậu là thủ lĩnh mà lên đó thì thôi kệ, đằng nào cũng đi muộn rồi, cũng ba sao đen rồi, có chán cũng có làm gì được. Đi chơi đã, đi chiến đấu thôi. Giơ tay lên, người đã bị bắt. Đứng lại, bỏ súng xuống, tất cả đứng yên. Cảnh sát trưởng David đây. Chạy đây, bằng chiêu, yeah. Thắng, ui, ấy à, mẹ ơi, đau quá. Cậu có sao không cảnh sát trưởng? Tớ không sao, hơi đau tí thôi. Nhưng cái bàn thì gãy rồi. Thôi xong rồi, làm thế nào bây giờ? Bắt chim mà. Mấy đứa làm gì vậy? Xúm xích nghịch ngợm nữa phải không? Cái bàn làm sao mà gãy thế kia? Lại là cháu nghịch ngợm phải không David? Bác ơi, không, không phải cháu làm gãy đâu ạ. Tự nhiên bọn cháu đi qua thấy nó đổ kềnh ra đó. Một sao đen cho việc không giữ gìn của công, một sao đen cho tội nói dối. Ngày mai bác sẽ nói chuyện với cô chủ nhiệm của cháu. Này, hôm nay đi sớm có được xóa màu sao đen không? Đừng đùa nữa, hết giờ hôm nay kiểu gì cô trả gọi lên nói chuyện và kiểm điểm. Tớ đang định trốn ngày hôm nay đây. Vui lên đây, tớ vừa nghe bác Lam nói bác Jim sẽ nghỉ ở một thời gian. Chắc đến lúc bác ấy đi làm lại thì sẽ quên chuyện của cậu thôi mà. Thật thế ư? Thế thì may quá. Mà hôm qua bác ấy vẫn khỏe mạnh bình thường mà, sao ốm nhanh thế nhỉ? Quan tâm làm gì? Cậu thoát tội là được rồi còn gì. Đi đá bóng đây. Ừ, đi. Yeah, vào rồi. Cú sút hảo hạng mang tên Jackson nha. Cậu thua một điểm nha. Đi nhặt bóng đi. Dạo này cậu đá khá thật đấy. Nhanh lên, mang bóng về đây. Cậu đứng đó làm gì vậy? Lại đây Jackson. Hóa ra đây là kho đồ cũ. Vào đây làm gì hả David? Cậu xem này. Sao? Nó là cái bàn thôi mà. Chính là bàn của tớ. Chiếc bàn gãy chân hôm qua. Nhỉ. Ôi, làm sao nó lại liền như mới được thế này? Nó gãy rồi mà. Hay là có ma, có cưa, có bào đầy đủ nữa này. Ai làm chuyện này vậy? Đi đi, mang ghế về và ra khỏi đây. Tự nhiên tớ thấy sợ sợ. Sao cuốn sổ đen của bác Jim lại ở đây nhỉ? Lạ thật. Đi thôi. Cảm ơn cô giáo đã quan tâm. Ông Jim biết được chắc sẽ vui và chóng khỏi thôi. Hình như vợ bác Jim, bác ấy nói chuyện gì với cô thế nhỉ? Chẳng hiểu sao hôm qua ông ấy về muộn lắm. Trời thì rét mà thấy mồ hôi vã ra, tay thì băng, chảy máu, quần áo đầy mạt cưa gỗ cô giáo ạ. Bác sĩ bảo là có tuổi rồi, làm việc nặng đổ nhiều mồ hôi xong ra gặp trời lạnh là cảm ngay cô ạ. Tới ra đây một lát. Bác ơi. Chào cháu. Bác ơi, hình như bác Jim để quên cuốn sổ này trong nhà kho hôm qua ạ. Cảm ơn cháu nha, cháu ngoan quá. Và cái này nữa ạ. Một trái tim đỏ của David 5 sao đen tặng cho bác Jim. Bác nhắn giúp cháu là cháu mong bác Jim mau khỏe và sớm trở lại trường ạ. Tờ tiền giả. Mời chị mua thịt. Thịt tươi ngon lắm, mới ra chiều nay luôn đấy chị ạ. Cắt cho tôi chỗ này nhé, 1 cân nhé. Vâng. Đúng 1 cân, 100.000 của chị ạ. Tôi chỉ có 200.000 thôi. Hình như tờ tiền này là giả cô ơi. Sao thế được? Tiền này ông khách vừa nãy mới trả cho em mà. Chắc ông ta mua thịt của cô để tiêu tờ tiền giả này rồi. Phiền cô đổi tờ khác cho tôi nhé. Lúc đó khách đông, mình không có thời gian kiểm tra. Giờ phải làm sao với tiền giả này đi? Phải nghĩ cách tiêu đồng bạc giả này mới được. Không được, hàng đấy toàn khách trả tiền lẻ. Trả tiền lớn dễ bị để ý lắm.
không được. Ông Quân, ông lão bán xoài mới đến mấy tuần nay, ông ấy bị, hay là mình chờ đến lúc chập choạng? Xoài này bao nhiêu tiền một cân thế bác Quân? Bác cho tôi 2 cân. Không phải trả lại tiền thừa đâu. Không đi ngay, lão mà phát hiện ra thì nguy. Nhưng mà lão bị câm, nếu bị phát hiện cũng chẳng thể hô hoán, cãi cọ gì lên được. Bác thật là có mấy đồng lẻ, đã bảo không phải trả lại tiền thừa rồi mà. Thôi thì tôi nhận, chào bác nhé. Ông định làm gì? Đã mua bán xong rồi, ông đừng hòng. Cái ví của tôi. Tôi xin lỗi, tôi tưởng mình lừa ông ấy như vậy, vậy mà. Bác có thể bán thêm cho tôi 2 cân xoài nữa không ạ? Tôi đưa bác 200 ngàn. Bác trả lại tiền thừa đúng tờ tiền ban nãy tôi đưa cho bác nhé. Chào bác, tôi về. Mình sẽ không để tờ tiền giả này lưu hành nữa. Người khác lừa dối mình không có nghĩa là mình được phép lừa dối lại những người vô tội khác. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.